Rồi, hello, xin chào cả nhà, chào mừng nha. Đồng quay trở lại với kênh của em, kênh của em 4.vn. Và hôm nay em tiếp tục giới thiệu với cả nhà một số sản phẩm của video ngày hôm nay. Trước tiên là cái sản phẩm này. Đây, đây là một cái bộ mà chắc mọi người sẽ không ít có gặp được. Đó là một cái dụng cụ để cắt những cái tấm mướp, tấm foam này, để là foam caster, là cắt những cái tấm mướp như thế này, cắt những cái xốp á. Điện thì điện 110V, điện 110V. Cái này khi người ta cắt á, tức là người ta cắm điện vào thì cái sợi này nó sẽ đốt nóng nè, hai cực nó đốt nóng thì chỉ cần đưa vô nhẹ một cái là nó sẽ đứt liền luôn. Và cái mặt cắt của nó rất là đẹp, mặt cắt rất là đẹp luôn. Cắt của cái tấm mướp á, nó giống như là cái mà lúc mà người ta sản xuất ra vậy. Chứ không phải như mình dùng dao, dùng kéo gì đó mình cắt ra thì cái miếng mướp nó sẽ không có đẹp. Ở đây mình dùng để mình cắt chữ chẳng hạn, nè, cắt chữ để dán đâu đó. Và điều đặc biệt nữa là cái này nó có được, có thể là dùng để hàn được nữa. Đây, dùng để hàn được luôn, dùng để hàn. Đây có mỏ hàn nè, tức là chúng ta rút cái đầu này ra, mình cắm đầu này vô là thành mỏ hàn. Ở đây nó có một sợi dây xoay cua, sợi dây này cắt nè, xoay cua cho chúng ta cắt. Và điện ở đây là điện 110V nha mọi người, lưu ý là điện 100V, điện 100V. Và cái này thì sản xuất tại Trung Quốc, hàng Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đây, rồi cái này bên em bán giá là 400.000 của hãng Relay, 400.000. Giá này là giá chưa cấm ship, lưu ý là điện 110V, cắm điện vào cháy là bên em không có chịu trách nhiệm nha. B704 giá 400. Và giá này, giá chưa có phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái cuộn dây mỏ hàn, chì hàn, giá 550, nặng 500g. Đây là 500g. Mã đặt hàng là B707, 550.000. Thì cái này á, là cái đường kính của nó là 0.6 ly, 0.6 ly. Chì hàn của Nhật thì mọi người biết là nó xịn lắm, nó có cái lượng ấy cao cho nên là nó sẽ bám dính rất là tốt, cái phần trăm á, và nó dường như là cái phần trăm nó là chính xác chuẩn luôn của người ta, chứ không phải là mà là một cái điêu thông số ảo. Đây, cái này là nó dùng để hàn, nhất là hàng anh em hàng mà điện tử đồ rất là ok, tại vì cái sợi nhỏ này hàn rất là dành cho những cái mạch điện tử đồ rất là ok luôn á. Cái này như là phía bên trong nó là như là nó sẽ có cái gì, thường là chì của Nhật á, chì của Nhật nó sẽ có cái thông sẵn luôn, có nhựa thông sẵn luôn, không cần phải mà dùng cái nhựa thông bên ngoài nè. Sợi chỉ có một 0.6 ly thôi, 0.6 ly phù hợp để mà hàn chấm điện tử rồi đó. Rồi giá của nó là 550.000 một cuộn 500g xài đã luôn ha. Mã đặt hàng là B707, B707 giá 550.000 một cuộn, nửa kilo. Tiếp tục là cái kìm nhọn độc đáo. Cái kìm này không biết là xuất xứ ở đâu nhưng mà theo cái này thì nó làm rất là chất lượng luôn, chắc là em nghĩ là hàng Đài Loan xuất Nhật. Lưỡi cái này túi dây điện rất là bén luôn nha, 4.6.0, 4.0, 2.5, 1.5, 1.0 nè, cực kỳ bén luôn. Làm sắc sảo nhưng phải là hàng dởm, không có gơ lắc gì hết, tại cái này mới mà. Đây nó có móng cót nữa nè, nhìn cái hình dung được cái kìm nó lớn như thế này, cái tay em cầm nè. Rồi 250.000 và mã đặt hàng là B718, 250.000 và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái sản phẩm này, là một cái loại là kẹp mũi khoan để chúng ta khoan.
mở đây là trước của hiệu Beitun sản xuất tại Đài Loan, hàng Nhật sản xuất tại Đài Loan. Đây, ở đây nó kèm theo cho mình những cái mũi khoan nhỏ luôn nè, để chúng ta khoan những cái mạch điện tử hoặc là khoan những cái đồ mô hình ha, kẹp vô đây, kẹp vô à, làm rất là sắc sảo nha, đẹp lắm. Yeah. À, cầm vô kẹp quay thôi như thế này. Nó kèm ở đây hình như là khoảng là 6 mũi khoan từ nhỏ tới lớn trong này ha. À, 0.8 thôi nhiều lắm, tới 8 mũi nè, 8 mũi 0.8 đến 1.5 đi nè. Rồi cái này giá 150.000 cho cái này ha, 150.000. Ố 100.000 lộn, B758. B758 giá 100.000 cho cái cây này, quá rẻ luôn. B758 nha, giá 100, giá chưa phí ship. Rồi thêm cây nữa nè. Cái này thì nó vừa, cái này thì cái cây này nó là gắn vô cái máy bắt vít ha. Máy máy chừng mà 3.6V hoặc là máy nhẹ nhẹ đó. Chúng ta cầm chúng ta xoay nè, này nó là cái chui đuôi của nó là đuôi 6.35 ha. 6.35 nè, đầu kẹp đó. Và nó có sẵn ở đây là cho mình là những cái mũi khoan luôn ha. Và nó có thêm một cái đầu kẹp nữa, thì nó có nhiều kích cỡ đó, nhiều kích cỡ cho chúng ta thay. Này là lớn nhất nè, này kẹp chắc được khoảng là 3 ly mấy đó ha, gắn vô trong máy quýt. Rồi thì cái này, cái này là giá của nó là 220.000 và mã đặt hàng là B759. B759 220.000 cho cái đầu này. À, mà giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Tiếp tục là một đục lỗ da, ha. À, nó có nhiều đầu, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 và 4.5 đó. À, đục lỗ da nó đi Nhật. Cái này giá của nó là 140 và mã đặt hàng là B767. B767 giá 140.000 ha, mà giá này là giá chưa phí ship. Đây đục lỗ ghê nịch vậy đó. Để lại gắn từng mũi vô, thay vì cái kia là bấm thì ta đơn gắn vô cái đầu. Tiếp tục là cái kéo cái ống, cái kéo cái ống này thì nó là hàng của Tensan, nhưng mà cái này nó sản xuất tại ở Trung Quốc. Đây nè, Make in China ha, của Tensan. Tensan thì là công ty Nhật nhưng mà nó đi gia công là nó gia công nhiều lắm, nó không có của nó. À, kéo nói chung thì nhìn về cái bể ngoài thì rất là ok ha, à, giống như y hệt như MCC, và cái lưỡi nó cũng khá là bén nhưng mà không biết là độ bén nó tới bao lâu thôi. À, à, rồi cái này cắt được tối đa là 36 ly, tức là có thể mình cắt được ống 34. Cái này giá của anh em bán là 250.000 và mã đặt hàng là B721. 250.000 ha. À, cây này nó ngon hơn cái cây của thằng Stanley nữa ha. À, Stanley không bằng cái cây này, mắc hơn nữa, mà chỉ có 220.000 thôi, hàng chưa sử dụng. B721. Tiếp tục là một cái cưa, cái cưa sắt. Cưa này là cưa sắt ha. À, cán này là cán nhôm, cán nhôm. Đó. Cái này nó có một cái cao su nè để mà cầm. À, rất là chất lượng nha, cưa sắt. Rồi, cây này giá của nó là 150.000 và mã đặt hàng là B708. 150.000 cho cái cưa này. Đó. Tiếp tục là một cái dao, dao ghép cành. À, dao ghép cành ha, đầu đi Nhật. Cái này thì à, giá của nó là 230.000 và mã đặt hàng là B706. 230.000. Đây, dao. Lưỡi nó là rất là bén luôn ha. Nè, ngồi xem nè. Đó. Hàng mới 100%. Đầu đi Nhật.
cái này là cái vỏ đó là cái vỏ của đó là gì? Cái vỏ đó là bằng nhựa composite á, loại bằng composite á, à, chứ không phải là bằng nhựa PP, không phải nhựa mà ABS. Rồi tiếp tục là một cái thứ tượng của thằng Tokyo gì nè, nội địa Nhật. À, cái thước này thì để coi nó mấy mét, 10 mét, thước ruộng vỏ túi 10 mét, dây thước là dây kim loại, rất là dày, cực kỳ dày luôn, có sử dụng rồi nhưng mà còn rất là đẹp, ha, không có bị gãy va đập đâu hết ha. Rồi, thì cái này giá của nó là 170.000 và mã đặt hàng là B703 170.000 và giá này là giá chưa có biết vận chuyển luôn. Rồi thêm một cái nữa, thêm cái này, đây là chắc là mọi người sẽ chưa thấy bao giờ ở trên mình bán. Cây này chầm bá luôn, hai cây, cây ngắn hơn, cây dài hơn, cây cơm ba, cơ khí. Có anh một lần, có một lần nhắn tin hỏi mua, có gọi điện hỏi mấy lần đó, hỏi cái vụ này nè, hỏi cây cơm ba lớn, rồi lúc đó chưa có cơm ba lớn. Cơm ba cái khí. Ủa, wow, lấy hai cây này bằng nhau à. Đây, cơm ba cơ khí của Niratasuki, nội địa Nhật. À, không có chữ German đâu nha. Niratasuki đây, người ta mài thủ công, người ta luyện nhiệt và đóng cái mộc, cái dấu mộc của người ta nè. Đó. Niratasuki. À, cái đầu đó này nha, để bắt công là một người xem rồi nói cái, tại vì cái này người ta mài làm thủ công mà, người ta mài thủ công chứ đâu phải người ta là làm máy móc đâu. Đó. Không, hàng chưa qua sử dụng luôn. Có một cái lớp keo nó phủ bên ngoài để bảo vệ. Cái này là chiều dài của nó 250. 250 thì nó kẻ chắc khoảng đường kính tầm 5 tấc á, 5 tấc trở hơn á, hơn 5 tấc xiềng nha. Này là kéo ra chắc khoảng 2 gần 3 tấc tiêu rồi. Đó, kẻ được đường kính tới 5 6 tấc luôn. Rồi, giá của này là 400.000 cho cái này. Mã đặt hàng là B677. B677 giá 400. À, cái này là mới, hàng mới của nó thì chắc khoảng là 700-800 gì đó. Cái này mới nè, chưa sử dụng luôn. Dĩ nhiên là cái này nó sẽ hơi rít nha mọi người, sử dụng thời gian nó sẽ hết đấy à. Tại vì cái này nó mấy keo này nè. Đó, bụi cho bá luôn. B677 400. Tiếp tục là một cái tô vít tự động 2 chiều. Nhưng mà cái hàng này thì hàng xuất nhập quá à, nó không tới để thương hiệu gì hết á. Hàng Đài Loan á, ha, Đài Loan nhưng mà chất lượng nè, có cái là nó độc đáo nè. Y chang như cái thằng của thằng về sale á, nhưng mà không bằng. Tức là cái tiếng á, tức là cái găng ở trong á, cái găng bên trong này nè, không bằng anh ấy về sale. Cái găng nó to hơn, cái tiếng nó kêu lớn hơn. Đó. Nó hai khớp, khớp như thế này, là gắn vô ta xoay. Đây nó có nhiều mũi để ở đây nè, mũi trừ, mũi T, mũi T, B2 ha. Ở đây chúng ta có thể có những cái mũi trên này nữa nè, dặn theo chiều lấy ra thôi. B3 luôn, xong chúng ta phá lại. Chúng ta sử dụng dài thì để gì, muốn ngắn thì chúng ta kéo ra, ta sử dụng ngắn ha. Đó, thế thôi. Rồi cái này giá của nó là 140 và mã đặt hàng là B709. B709 giá 140 và giá này là giá chưa có phí vận chuyển, 140 đó. Một cái đèn dắt túi hay là sửa xe chắc là nó có 500 ở đây không? Phải có 500 nó mới để ở led. Rồi quên để pin rồi. Ta đã sử dụng 3 cục pin, cái này đã có test rồi. À, cái này nó chỉ dắt túi thôi, không có 500. À, nó có 500. 500 trên miếng này nè. Nè. Em ta sửa xe rồi.
này thì sản xuất tại Trung Quốc, Made in China, thương hiệu B-Group gì nè. Dĩ nhiên là cái thương hiệu này sẽ không có là xịn này, nhưng mà xài được, xài ok, nhắn tốt. Thương hiệu xịn là chỉ có thằng GameStop thôi đó. GameStop là nó thương hiệu tốt nhất của Nhật đó. Về mà xài đèn có hai cục mà, đây tới ba cục mà, nhưng mà ở đây mình có hai cục thôi, không test được. Cái này đã test rồi. Rất là sáng. Nó sử dụng pin nhỏ này nè, ha. À, cái này bên em bán giá là bao nhiêu đây? 150.000 và mã đặt hàng là B725. B725 150.000. Ha, đèn ở đây nè. Tiếp tục là một cái cờ lê. Cờ lê nhanh hay gọi là cờ lê đa năng, này là thường gọi đúng tên nó là cờ lê nhanh. Cờ lê nhanh của một cây của Top và một cây của Sanki ha. Cây Top, cây Sanki. Cây Top thì mới hơn, đẹp hơn. Cây Top này là 200, chiều dài 250 ha. Có lò xo như thế này. Cờ lê nhanh là người ta đút vô là cái này nó có lò xo, đây nó sẽ tự gài vào, nó không như cái loại kia của thằng kia ở Trung Quốc. Cái này nó bỏ chất maximum nó là được cái cỡ khoảng 28 á, maximum nó là khoảng ốc 28 á ha. Còn tối thiểu là chắc khoảng 12 quá, 12 13. 12 ha, nhỏ nhất là 12, lớn nhất là khoảng 28 của Top nội địa. Cái này giá 390 và mã đặt hàng là B687. B687 giá 390.000. Cây này mình nhập mới, nhập không nổi. Nhập mới không ai mua đâu, mình mất tiền đó. Cây này nhập mới khoảng 1 triệu ngoại. Rồi cây này thì của Sanki. Sanki à, Sanki thì nó nhìn nó về nó hơi cũ cũ thôi, chứ thật ra là chưa sử dụng đâu, để lâu ngày đó. Cái này thì nó mở bự hơn à. Sanki này nó mở bự hơn, nó tới ba mấy luôn. Sanki này tới mở tới ba mấy nè ha. Nó hơi bị gích nè, chút xíu mình sẽ xem quẩy vô gấp cái này. À, cũng kích thước 250mm luôn, nhưng mà nó mở bự hơn cái thằng này. Này giá 350, một cây một B686. B686 giá 350.000 và giá này là giá chưa có phí ship, chưa phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem nè. Mọi người đặt hàng thì xin nhắn tin giúp em hoặc gọi điện. Chào cả nhà, chào mọi người nha.